Xem cái đoạn đường này nhé. Cái đoạn đường này nó là 685.000 đô Úc. Lisa, hello, chào các bạn. Lisa vòng lại đây từ cái chỗ này nhé. $685,000 là một cái đoạn đường từ chỗ này. Ok, để lên xà vòng lại cho các bạn xem, để cho các bạn hiểu rằng ở đây làm đường như thế này, $685,000 làm từ cái đoạn vừa nãy như xà vòng lại. Thì thử hỏi rằng tiền ở đâu ra. Đó, một cái đoạn đường như thế này thôi. Ok, đây là cái đoạn đến cái xe vàng kia. Đó, đến cái xe này, đến cái chỗ này, $685,000. Đó, một đoạn như thế thôi nhá. Thì trước hết là chào các bạn nhé. Đó, cái đường vừa nãy là Lisa đi 685.000 đô à, đô Úc ấy. Nó treo ở ngay cái đầu đường á, nó có cái biển nó đè số tiền đó là bao nhiêu. Mà cái hôm ấy Lisa ra xem á, chỉ có khoảng độ cái hôm nào đông nhất á là khoảng độ 10 chục người làm thôi, chỉ có 10 chục người làm chưa đến nữa ấy. Tại vì nó toàn dùng máy móc xe cộ thôi, thì tiền ở đâu ra để mà bỏ ra một cái đoạn đường như thế tương đấy tiền. Thì mọi người thử nghĩ xem tiền ở đâu ra. Tiền ở mỗi một người lái xe này phải bỏ ra gần $1,000 một năm. Rồi tiền ở nhà gần $2,000 một năm. Đó, tiền là tiền của người dân đóng thuế, chứ đâu phải tiền của thằng nào đó bỏ ra đâu. Đến tổng thống còn phải lĩnh lương. Cái thằng thủ tướng mới tổng thống đó mà được lên làm tổng thống mới thủ tướng là nó rất là nhiều tiền. Mà khi nó chỉ làm trong vòng 4-5 năm thì 5 năm đó, phải không, thì nó sẽ mãn là nó không được làm nữa đó. Nó về nó không làm tổng thống nữa đó, nó về mà người dân phải nuôi nó cả đời luôn. Nó chỉ làm trong vòng mấy năm thôi. Đấy, cái đoạn đường như Lisa vừa mới cho các bạn nhìn đấy là đã bao nhiêu tiền rồi. Thì hỏi rằng tiền ở đâu ra mà lắm thế mà làm cái đoạn đường. Thì người dân phải đóng thuế, chứ đâu có đơn giản. Đấy là đi làm đóng thuế riêng nhá. Nhưng mà lái xe này, mỗi một người là lái xe này cũng phải hơn $800 một năm tiền thuế đường đó. Rồi chạy xe này là phải đóng thuế đường. Mỗi một người chạy như một cái xe như này trên đường này là phải đóng như thế. Rồi mà thường thường ấy, nhà nào cũng trừ những người độc thân ra, chứ còn gia đình là phải có ít nhất là hai cái xe. Đấy, lại nói là ít nhất đấy, không phải là nhiều đâu nhá. Hôm nay trời mưa các bạn ơi,
cho trời hôm nay lạnh mưa. Bây giờ Lisa đi ra ra shop, đi ngân hàng, xong rồi đi tập thể dục. Lát nữa về là đón con, nấu cơm nấu nước, dọn dẹp nhà cửa, làm ô sin. Đó, đó là một ngày của những người ở hải ngoại sống là như vậy. Còn đấy là như Lisa, là Lisa không có đi đi làm thêm ở bên ngoài đấy. Nếu hai vợ chồng làm thì mới có dư được, chứ còn một người làm chỉ đủ ăn thôi, trừ khi làm lương cao thì mới ok, chứ còn lương mà thấp á, thì chỉ đủ ăn thôi. Thế nhưng mà nếu mà người ta hai vợ chồng đều đi làm á thì còn có dư, có thể có khả năng là mua xe mua cổ đẹp, hay là cho con cái đi ăn học cái trường trường công, à quên, trường tư. Trường tư rất là đắt, mười mấy ngàn một năm đó. Mà ở đây á, nên xả thấy là hầu như ai á cũng cho con cái đi đi học cái này học cái kia, học múa học hát học đàn học nhạc học thêm học học tiếng nọ tiếng kia, rồi học 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 thêm á, rồi là học toán lý hóa các thứ, những cái gì người ta hay cho bắt con đi học từ nhỏ lắm. Nhưng mà Lê Sả chẳng, con Lê Sả chẳng đi học cái gì hết, chỉ đi học bình thường thôi, chả có học thêm một nếm cái gì hết. Tại vì ngày xưa mình cho nó đi học mà nó không chịu học, không chịu học ấy, mình chẳng ép nữa, phí thời gian. Ngày xưa cũng cho nó đi học tiếng Việt nhưng mà nó không thích học. Nó nói là mấy cái cô giáo mất lịch sự quá, mấy cô giáo người mấy bà già người Á mình á, dạy mất lịch sự, nó không học rồi đập bàn đập ghế, thế là nó ghét, nó nhìn không muốn đến cái lớp đấy học nữa. Rồi đi xả đưa nó đi vào học á, chưa chưa cho nó vào á, nó đã chạy mất rồi. Vừa mới cho nó vào cái đi ra cái cô giáo chạy theo, cô giáo bảo con mày nó chạy mất rồi. Thế là nên sáng cũng chẳng cho nó đi học nữa, chả cho đi học thêm nữa đó. Đấy, các bạn nhìn thấy không, xe rất là nhiều, người đi bộ rồi ít không có, mà người nào cũng phải có một cái xe, hầu như trong một gia đình á có ví dụ hai vợ chồng á đều phải có hai cái xe hết. Thì các bạn thử tính xem riêng cái tiền thuế của cái xe đã gần 2.000 một năm rồi. Rồi này nếu mà ở nhà đấy, ở nhà mà mình mua là mình lại đóng thuế nhà, tiền đất, tiền nước, tiền phone, rồi đủ các thứ loại tiền. Ở sống ở đâu, cuộc sống ở đâu thì phải theo ở đó thôi. Đương nhiên là non mình sang đây là mình đi xả chưa chưa bao giờ nói là ở đây là tệ hơn Việt Nam. Đương nhiên là nó tốt hơn Việt Nam rồi, nhưng mà tại vì nó đã tồn tại lâu rồi, đương nhiên là nó tốt hơn Việt Nam. Nhưng mà cái sức lao động khi mà con người muốn cái này cái kia thì cũng phải bỏ công bỏ sức ra để đi làm, chứ đâu có phải là ngồi đấy mà tự nhiên có đâu, đúng không? Đó, cho nên ở đâu cũng vậy thôi, mình có đầu óc, mình có chịu khó làm ăn bỏ công bỏ sức ra thì ở đâu mình cũng có hết, không bất cứ gì phải ở nơi này. Ở Việt Nam rất là nhiều người giàu như Ni Xá ngày xưa, Ni Xá gia đình á, bà con này kia các thứ ở hết Việt Nam mà ai cũng giàu có hết rồi. Đi xả về không không dám hé mỏ ra nói một câu, mình làm sao đủ sức đọ mấy người Việt Nam được. Bây giờ người Việt Nam giàu lắm, riêng như mà chạy một cái xe bình thường thôi ở Việt Nam cũng bằng mấy cái xe bên này Ly xả có rồi. Người ở Việt Nam mà chạy xe xe ô tô là
giàu hơn ở bên này nhiều rồi, mà rất là nhiều người người giàu có, mà gia đình nhà Nisa chưa bao giờ phải cho ai một cái gì hết, về còn cô dì chú bác còn phải cho thêm nữa đó. Đừng có coi thường người Việt Nam, mấy cái anh cái cô ông mấy cái bác cô dì chú bác mà chưa về Việt Nam ấy, thì đừng có ngồi nghĩ là Việt Nam như ngày xưa. Ngày xưa mang quần áo cũ về người ta còn lấy, chứ bây giờ mang về người ta vứt vào thùng rác đấy. Đừng có ai nghĩ rằng ôi ôi Việt Nam mình mang mấy cái đồ đồ cũ cũ về rồi người ta lấy, không ai lấy đâu. Bây giờ quần áo bình thường rồi. Nhưng mấy nội chục năm về trước ấy, lần đầu tiên đi xa về ấy, thì lúc đó còn hơi nghèo nghèo tí, thì mang quần áo cũ về, mấy cái quần áo ấm ấm ấy, thì người ta còn lấy. Chưa, bây giờ mang về nó vứt ra cũng chẳng ai thèm nhặt nữa, nói thật. Đương nhiên là ở đâu cũng có người nghèo người giàu rồi, ở đây cũng đầy người nghèo ấy, đi ra xin từng xe một ấy, chứ đâu có phải giàu hết đâu, ai cũng sung sướng đâu. Tại sao những cái người ở bên này người ta phải đi ăn xin thì người ta cũng không chịu làm ăn, thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Có nhiều người cứ so sánh làm cho những cái đứa trẻ Việt Nam nó cứ suốt ngày nó nhìn sang lại ngoại, nó cảm giác như sang bên này không phải làm không có ăn ấy. Đúng không? Đây là các bạn thử nghĩ xem, đây là cái bãi đậu xe của cái siêu thị mà nó đông như thế này, mà mỗi một người cứ bình quân là tám mỗi một cái xe cứ bình quân như 800-900 một cái đi, các bạn nghĩ xem là bao nhiêu tiền. Việt Nam mình toàn đi xe máy, tại sao? Vì đất nước nó nhỏ, nó này đổ mãi ở đây cho nó nhỏ, xong rồi nó này đông người thì phải đi xe máy, chứ gần đi xe này thì không có phí cả ra, tại nó gần mà đâu có xa đâu, còn ở đây xa lắm phải đi xe này, chứ đi xe máy thì dễ chết lắm, đi xe máy chết nhanh lắm, tại vì xe ở đây nó đông, mà đi xe máy người ta thường người ta ít khi người ta nhìn thấy, xong rồi đi mà dễ bị động, bị tai nạn xảy ra lắm. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây là cái khu siêu thị. Thôi đến giờ Lisa phải đi vào rồi. Có gì chiều chiều về có thời gian nói tiếp về chuyện đàn ông đàn bà nhé. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye.